83. Và bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Minh Trang, mã số 05. Trên con phố dài mưa nhẹ rơi trong u hoài, khung cửa vắng tiếng ca buồn em hát. Vì sao người đi mãi không về, vì sao người quên câu ước thề, anh giờ đây sẽ chẳng quay về. Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười, lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều. Vì anh còn nhớ hay anh quên rồi, tình em mãi còn. Giọt mưa nhẹ rơi trên phim đàn, lời ca ngày xưa sẽ chẳng
xong phần thi của mình. Và không giống như những thí sinh khác đã chọn những bài hát mang âm hưởng dân ca hoặc truyền thống, thí sinh Vũ Minh Trang đã lựa chọn một ca khúc sở trường được thể hiện theo phong cách mộc, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, bài hát Núi Tiết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhận xét của ban giám khảo về sự lựa chọn này của thí sinh Vũ Minh Trang. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Xin chào bạn. Với bài hát này thì tôi cho rằng bạn đã làm được một số điều. Trước hết đó là bạn đã có một tạo hình trên sân khấu rất đẹp. Từ đầu những phần thi của các thí sinh đến giờ thì tôi thấy rằng là bạn là một trong những thí sinh đã chú trọng đến phần biểu diễn trên sân khấu đúng theo tính chất của bài hát. Và đó là một phần quan trọng, bởi lẽ đây là cuộc thi tiếng hát truyền hình thì phần hình cũng là một điều hết sức là đáng lưu tâm. Và bạn có một điểm thuận lợi nữa là bài hát này bạn chọn nó cũng khá phù hợp với chất giọng và đã có được một sự hỗ trợ lớn từ bản phối cũng như là phần đệm của dàn nhạc, đã tạo nên không gian của bài hát một không gian hết sức trữ tình, buồn nhưng mà cái buồn này đẹp và đầy khát khao. Tuy nhiên trong phần thể hiện của bạn thì tôi lại nhận thấy nhiều sự ủy mị và nó cần hơn nữa sự da diết, khao khát, một tình yêu buồn nhưng mà một tình yêu đẹp. Và tất cả phải toát lên từ bên trong, từ trong trái tim của bạn, một trái tim của người con gái yêu, nhưng mà một tình yêu nó chưa trọn vẹn. Thì như thế, khán giả sẽ đồng cảm hơn với bạn và tiếp nhận những cái thông điệp mà bạn gửi tới. Và tôi hy vọng rằng với những cái lời nhận xét của mình thì ít nhiều cũng sẽ mang lại cho bạn những cái điều rút tỉa để trong những đêm thi tiếp theo bạn sẽ làm tốt hơn. Xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn những lời nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Và bây giờ xin được mời những lời nhận xét của nhạc sĩ Việt Anh. Chào bạn. Theo mình thấy tức là đây là một ca khúc khá là khó để thể hiện với cả piano và dàn nhạc dây. Và bạn đã một phần nào đó làm được, tức là cái sự dẫn dắt, cái sự cuốn hút của người xem từ đầu đến cuối. Thế nhưng mà tôi chỉ thấy có một điều, tức là giống như cảm xúc đôi khi nó không đầy đủ, thành ra là có một vài cái đoạn tôi cảm giác giống như là hơi mệt mỏi, tức là cảm xúc mình không được liên tục từ đầu đến cuối. Và tôi nghĩ rằng là đây là bài rất khó, và dù sao mà nói thì bạn cũng đã thành công trong cái buổi trình diễn này. Xin cảm ơn nhạc sĩ Việt Anh. Và bây giờ là số điểm mà ban giám khảo dành cho phần dự thi của thí sinh Vũ Minh Trang. Nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương 18,40. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 18,30. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 18,30. Và nhạc sĩ Việt Anh 18,50. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng bình chọn cho thí sinh Vũ Minh Trang bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 05 gửi đến tổng đài 8483.